Liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thanh và công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hưng Thịnh, chủ đầu tư dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, vừa tổ chức bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1. Trong đợt này, công ty đã bàn giao hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những khách hàng đầu tiên. Dự án khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách có tổng diện tích 39,72 ha, có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư năm 2019. Đến nay đã đủ điều kiện được mở bán, đây là dự án có hạ tầng đồng bộ hiện đại, có hệ thống công viên cây xanh và khu hồ cảnh quan hơn 4 ha. Trong dự án có quảng trường trung tâm phục vụ tổ chức các sự kiện lớn và nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục thể thao của cư dân. Hệ thống đường giao thông và đường kỹ thuật kết nối liên hoàn cả trong và ngoài dự án. Hệ thống điện chiếu sáng được thiết kế đồng bộ hiện đại, hệ thống cáp và ống ngầm cấp điện, nước, thông tin liên lạc tới từng hộ dân đảm bảo an toàn tiện lợi. Các lô đất ở gồm nhà liền kề mặt phố và biệt thự đều có hệ thống đường kỹ thuật ở phía sau và mặt phía trước kết nối giao thông thuận tiện, không gian sống xanh trong lành cho cư dân đến sinh sống và làm việc. Khu dân cư mới phía tây thị trấn Nam Sách với đầy đủ các dịch vụ tiện ích, chuẩn mực về kiến trúc của một khu dân cư đô thị đáng sống, góp phần tạo diện mạo mới khang trang hướng tới mục tiêu xây dựng Nam Sách trở thành thị xã trong tương lai.